mình tự thiết kế và mình sẽ đi mua một số linh kiện để về mình tự làm một cái ống 75. Sau đó mình dùng những cái thiết bị nóng để mình kết hợp lại với nhau. Mình sẽ cho cái thiết bị nóng này mắt vừa nối tiếp vừa song song. Sau đó mình mới chạy cho một cái dòng điện 220V chạy vào. Trước khi chạy vào thì mình cho qua một cái bộ này là bộ điều khiển nhiệt. Bộ điều khiển nhiệt này nó có lên đến nhiệt độ tới từ 0 độ cho đến 400 độ. Và ampe này có thể lên đến 25 hoặc 30 ampe. Để mình điều chỉnh được cái nhiệt độ mình muốn từ 0 độ.